mời các bạn trải nghiệm nuôi cá trên dòng Mekong nha. Kích cỡ 10-20 là lớn nhất miền Tây nha các bạn. Khi thu hoạch cá có thể đạt từ 80 tấn đến cả 100 tấn cá nha các bạn. Các bạn nào cùng trải nghiệm nuôi cá trên dòng Mekong thì xách ba lô và cùng đi nha. Fishing and Soup. Cảm ơn các bạn.